Như vậy là rất nhanh trận đấu đã bắt đầu. Thời gian vừa bên là 4 phút và Tài Nam Lô đang có một con phá 8 rất dị ở bên phía cánh phải của Tưởng Xuyên đã bò được tốt sang sông. Như vậy là điểm qua tình hình binh lực, hai pháo hai ngựa, xe của Tưởng Xuyên ở bên trong. Tài Nam Lô vừa đi xe 8 tấn 3, nói gì thì nói thì dù sao Tưởng Xuyên cũng đã là kỳ vương Trung Quốc. Và Tào Nam Lô thì sẽ được thế nhiều hơn. Cờ này sẽ rất dễ phải chuyển tàn, nên nếu bây giờ mà Tưởng Xuyên đi xe 1-3 thì sao? Lao ngựa lên. Ván này thì Tào Nam Lỗ buộc phải cầu thắng rồi. Sáng nay thì Vương Thiên Nhất đã thắng Triệu Kim Thành. Ở giải đấu này có hai sự vắng mặt rất đáng tiếc, đó là Hứa Ngân Xuyên và Ung Dương. Nước cờ khá hay của Tào Nam Lô. 33 tháng 5 đang phục nước mã 5 tấn 4 bắt ngựa hoặc là đang bắt tốt. Nước cờ khá là hay. Anh em nghe thấy mic không ạ? Nhóm đối Tưởng Xuyên, ván sau sẽ là Hoàng Trúc Phong, Trịnh Duy Đậu. Tưởng Xuyên đang đối lại vào nơi xem 1-4 bắt ngựa. Thank you.
Sao có tiếng nghĩ ổn nhỉ? Không biết là nhận. Cái giải nhỉ? Không không. Xe tạo thứ hai dường như là nước đi bắt buộc. Nước sâu để phục là che má và tượng sau đó ăn má cung, ăn má ở trung tâm. Thời gian chơi cho từng xuyên không còn nhiều. Không rõ làm sao mà cái mic của hôm nay đang trục trặc một chút. Như vậy là tưởng xuyên đi xe 4 tấn 3. Và ngay lập tức mà 5 tấn 6. Ấn pháo lên rồi. Liệu có thể xe nào hơn ai được không? Ăn mà 5 ngày. Đang ở một cây và rất nguy hiểm cho thường xuyên. Đang đã đâm xe chiếu rồi lao lao mà chiếu được cục ngay. Thường xuyên có vẻ cái xử lý pha bóng vừa rồi không tốt và đi cờ không tốt và đã là một đều rất nhanh rất nguy hiểm và một đều nước cờ sai lầm của thường xuyên phải nói là cả trong luôn ta rất là hay. Yêu mà tào nhau luôn à, các bạn có thể thấy là trông mặt lúc nào cũng có vẻ tương đối là buồn khổ nhưng mà cờ lại rất cao. Một đêm và chúng ta chuẩn bị được xem ván thứ ba 6 phút 4 phút. Thế mà âm thanh là chắc là phải qua hôm nay để nhờ bạn mấy anh em người ta chỉnh lại mic nước cho nó chuẩn thì mới ổn được. Một đêm em không mày đâu em luôn đấy nhỉ. Máy nhỉ, đây là máy làm đi bạn. Người ra bình luận là Lý Hồng Gia ở giữa là Từ Thiên Hồng và phía bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn là Trang Ngọc Đình thì đủ rất nổi tiếng của Quảng Đông. Mất cây anh em ạ. À, Thành Nguyễn và Đức là đúng không?
Rồi, xe đi xe 8 tấn 2, xe lúc đó là của phá là 5. Xe 4 bình 5, xe đi xe 8 tấn 2, thiếu tướng về xi sọc khóa 7, tấn 1. Lại buộc của lên xi khóa 7 lại khóa 4 bắt pháo. Lại buộc của về xi. Đấy, quật xa, là mất bắt pháo, xe không để ăn ngang được. Lúc đó chưa để máy nhảy chiếu được, xe vướng pháo chưa lâm chiếu được, đã pháo chưa đã. Đúng anh em, chơi khó rồi. Đi ra. Sạch đồ đưa nốt đây. Được rồi, hát tàn em ạ. Đợi đợt này mới đó. Mọi người chờ chút để xem bán ba nhé. Có thể là Thái ơi. Em ngồi tí về lấy máy tính em làm anh mấy nguyên bản đi. Giải ra ai? Cái xem bán luôn rồi. 3 điểm về ăn. Bạn đặt lên đây đang chuẩn bị chờ bán 3 cho nên là chưa thể có bán cờ cho bạn xem được. Bạn đặt lên hiểu chưa? Triệu đang hỏi nhiều quá thì khi nào đánh bán ba thì chờ một chút thì nó đánh cái sao nữa. Phải để người ta cứ sau mỗi trận thì người ta sẽ nghỉ 2-3 phút người ta thay cái áo đó. Thay cái áo len á, màu trắng màu đỏ á, bốc thăm thay áo len á. Một chút thì người ta sẽ đánh. Anh Đạt Lê hiểu chưa? Triệu đang hiểu chưa? Từ giờ đến tối sẽ là 4 trận đấu ở Tài Thần Môi. Trận đấu tiếp theo sẽ là giữa Hoàng Phúc Phong và Trịnh Duy Đồng. Nhưng mà muốn gặp, muốn thấy Hoàng Phúc Phong và Trịnh Duy Đồng đánh thì chúng ta chờ Tà Nhang Lôi và Tưởng Xuyên dứt điểm vào bàn cờ này. Vâng, và theo Hoàng Phúc Tưởng Xuyên đi tiên. Còn 6 phút, chắc vào 4 phút đi học. Hoặc là Tà Nhang Lôi, chúng ta chuẩn bị xe. Mỗi đứa đi được 3 giây. Tưởng Xuyên cười rất tươi. Tà Nhang Lôi như mọi khi. À, anh cười rồi, đang uống trà. Rất thú vị, tôi có thể thấy là đây là một giải đấu rất hay của người Trung Quốc. Có hình ảnh bàn cờ, hình ảnh thi đấu và hình ảnh của người bình luận. Và cái này có lẽ là Thăng Long Đà sẽ học hỏi để sắp tới để phục vụ các bạn. Rồi đánh rồi, pha 2 bình 5. Xe 9 bình 8, xe 1 bình 2. Đây là rất cơ bản. Bây giờ là bình 3, bình 7 đây. À, nghịch pháo vào rất thú vị. Những chào đây, chuyện Ngọc Trinh tí nói chuyện nha, nhiều chuyện hay lắm. À. Cảm ơn Triệu Đăng, anh ghi anh lúc nào cũng hay cả. À. Rồi, chào lần sau, lần đầu tiên, sau rất lâu rồi mới thấy một trận trận nghịch pháo. Rất thú vị. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và mong mọi người vui vẻ với chương trình bình luận trực tiếp của Diễn đàn Thăng Long Đà.
Từ Thiên Hồng đang thấy rất là thú vị với pha đi cờ này của C1 bình 2, tả nhầm lôi, rất hay. Nghịch quá, rất lâu rồi mới thấy. Cũng xe ra từ sau, mà đi đâu rồi tao đi rồi. Cái môn nghịch phá là thế. Mời đổi rồi. Ăn vô. Có thể là xe 8 thân 2. Sau đó dân pháo về. Có 9 thấy 1 bóc vào 7. Ý đồ là như vậy. Mọi người muốn nghe chuyện sâu biết chuyện linh tinh thì đợi hết trận này là chè. Kéo kéo cho những cửa sổ kia rồi. Má ba thoái 5 và xe 8 thoái 1. Đâu đừng dài quá được. Tưởng Xuyên là một kỳ thủ mà có cái tài phẩm rất là tốt. Và rõ ràng Tào Nhầm Lỗi đã đưa ra một phương án mà tương đối lạ. Phản nhập trung pháo, pháo 8 bình 5, tất cả các tiền tuyến rồi. Chuẩn bị nhảy hết là bình 5 rồi. Đuổi thì chạy thôi. Tối qua lúc 7 giờ có đấy Phong ơi. Nhưng mà anh không bình luận trực tiếp. Có clip mà em. Ở đây bán cờ này là đỏ dễ đi hơn đấy, tôi cảm giác như vậy. À xanh xanh dễ đi hơn. Trông nó được, thích cái kiểu chém hết và pháo hoạt năng rồi. Đó, bán này thì chỉ cần đánh hòa thôi. À, Tưởng Xuyên đã lập tức đi vào 5 mình 3. À, mã 5 tấn 3 rồi. Lên tượng thôi. Bây giờ các bạn để ý là sẽ phải xử lý hai cánh mã này. Liệu có phải là lên sĩ không? Trong trường hợp lên sĩ thì không, xe không nhật, có thể là bước 7 tấn 1. Mở đường để cho mã xong là mã xa. Lúc đó thì bên đỏ thì đi xe 8 tấn 4 thì đánh nhau còn dài. Đi ngay. Đâu lại té ra. Đi vào chán rồi đi ra. Trận nghịch pháo rất là hay. Ôi bạn Lê Hữu Trà này ông Tưởng Xuyên ông kiêu kỳ lắm đấy. Không biết là gần đây phải thay tâm đổi tình không. Năm 2014 tôi đi Quảng Đông, nhờ mỗi chụp ảnh hiện ra thái độ đàn đạt ra rất thần chụp ạ. Không như là Hướng Nhân Xuyên, Hướng Nhân Xuyên mới là tuyệt vời. Rồi lên tượng rồi. Trận chiến còn rất dài. Và có vẻ như bây giờ lại đến lúc cờ đỏ tươi hơn. À, rất là hay. Anh em nghĩ sao về trận này, thử đánh giá xem mà ai sẽ là người chiến thắng ở trận đấu này. Lưu ý là đỏ ở trong hòa đó. Thời gian khá cân bằng rồi. Thank you.
từ 1 tuần 3. Hình cờ rất thú vị, các bạn có thể thấy rằng hình cờ rất thú vị. Lê Hữu Trà ơi, mình cũng đang nói chuyện bên lề mà Lê Hữu Trà. Chứ mình còn nói chuyện ở trong lề đâu. Mã 8 tấn 9. Đang dọa bắt cây. Liệu có phải là áo 6 tấn 1 không? Rồi cho xe về. Rất thú vị. Alo. Khó khăn đang đến với tà nhắm lỗi như vậy là đỏ dư một binh. Đỏ dư một binh thì đỏ cứ bỏ lên thôi. Bây giờ có thể đi pháo 6. Nếu pháo 6 tuần 2 thì sẽ là sẽ tốt vàng và khả năng vỡ tượng rất là cao. Bây giờ đi pháo 6 tuần 1. Nếu ăn tốt vàng thì ăn tượng lên. Dọa chém xe vào sĩ, quật phá sắc sĩ, quật phá sắc xe. Bây giờ lại có cả quảng cáo ở trên trang của mình nữa. Cũng tiện đấy nhỉ, bạn KS Channel. Rất tiện. Chú vào kênh người ta sẽ quảng cáo kênh của mình không? Bạn cũng là có thể là trong nhóm điện máy xanh hay quy tít ấy, quảng cáo thôi. Anh em ơi, nếu đến chương trình này hay thì nhớ giúp mình chia sẻ clip này lên các kênh cá nhân của các bạn nhé. Mã 9 tấn 7. Như vậy là nhiều khả năng sẽ quyết định chuyển tàn. Khó khăn đến với tàn nhau lôi rồi. Tôi nghĩ với hình cờ này thì rất là khó khăn cho tàn nhang lôi đấy. Bây giờ phải chạy xe thôi. Chạy xe đâm pháo chiếu lằng nhằng lắm, chỉ muốn đến năm trước cũng được. Bắt tôi đầu. Đại sư anh hộp đại sư đang ngồi cạnh tôi gật gù có vẻ là tâm đắc. Anh hộp thích cái kiểu là hơn có tượng rồi đi bắt nhưng nó tốt còn lại lắm. Cờ chẳng sao cả.
thời gian còn rất cân, không biết thế nào, đang cửa nhanh, nếu cửa chậm thì tạo nhầm lỗ thua đạt. Lại té rồi. Sọc xuống bắt tốt đầu chăng? Tôi nghĩ bàn cờ này thường xuyên cứ thúc cơ 3 lên thì dễ đánh hơn. Vâng, xe 4 đơn 2. Làm mã lên rồi, tất cả cho tiền tuyến rồi, mặc kệ rồi, không đơn nữa rồi. Ăn. Chuẩn bị nhảy viên phá linh tinh. Bây giờ có thể phóng pháo xuống cửu không thưa Tưởng Xuyên? À, thắp pháo xuống cửu thì người ta pháo 7 bình 5 cũng nguy hiểm. Là đánh ngay rồi. Bỏ cây luôn. À, pháo 7 bình 5, các bạn đã thấy. Như tôi đã cảnh báo. Sất tướng cũng dở mà đóng pháo bạo dở. Lắc đầu rồi. Một nước cờ sai lầm của tài nhau lỗi. Rất hay lắc đầu, mất cây. Bây giờ nếu quái ra Thường Xuyên có thể đi phá sau thái 1. Nếu cẩn trọng, vỗ ngay. Vỗ lấy giờ đấy, và rất khôn. Bộ chiếu có thể đi pha sau tới 100. À, thoái mã về. Tí nếu chiếu vào mã lên thì cây rồi. 31 với 21 đời chẳng biết thế nào một lần. Rất hay. Rất thú vị. À, ông ăn tôi thì tôi ăn ông. Bây giờ người ta đi sẽ đi binh 5 tấn 1. Bộ chiếu Thường Xuyên đánh cờ nhanh có vẻ không tốt. Không tốt một tí nào cả. Ăn rồi. Ăn về tốt, gót hồng, té rồi. Té rồi, đúng rồi. Đang bắt cây, tiếp liên tục bắt cây. Phạm luật, xe bắt ngựa. Rồi lại bắt kiểu này. Thôi vòng về đây em ơi. Vòng về vì khó đánh. Ăn rồi, đổi cây rồi. Xoa sang biên. Có 6 bình 9. À, bình 8 chứ không phải bình 9. Bình 5 tấn 1 đi xe 4 tấn 1 thôi. Chạy bắt ngay. Rồi, rất hay. Tạo nhau lối đời rất hay. Rất thú vị. Các bạn ở đây là bây giờ sẽ là pháo 6 bình 5 để bắt bằng được tốt rồi. Theo tôi nghĩ là ông Xuyên nên đi xe 5 bình 7 bắt tượng. À, phóng pháo lên. Nếu bên kia đóng pháo vào sẽ đóng pháo bắt đầu ngay. À, rất thú vị. Phạm luật, pháo có căn. Không phạm luật, không phạm luật. Và bắt thoải mái được. Bây giờ tôi nghĩ là phải xuất tướng. Xuất tướng rồi. Vô chiếu. À, vô chiếu xong đóng vào đầu đây. Đại quá. Về voi. Có thể ấn xe 8 tấn 1. Vào tướng. Khó khăn lại đến với tài nhầm lỗi.
Thời gian còn rất ít, cả năm vô tượng giờ tốt năm sẽ sang xong rồi. Vô tượng rồi, nói vui vậy thôi nên trả ơi, mình không nhận lâu vậy đâu. Lại tiếp tục quảng pháo về, thua. Finger này thua. Finger này thua. Rồi. Bây giờ Tưởng Chuyên sẽ đóng pháo vào năm. Không phải. Đóng pháo vào năm mà đưa tốt sang chứ nhỉ? Tưởng Chuyên xả sĩ về. Thôi xả sĩ về nó đưa pháo 6-5. Sắp tướng ra rồi. Cao quá cao, nước cờ quá cao. Vâng, chúc mừng Tưởng Chuyên và chia tay Tài Nhau Lối. Trong nước cờ này nếu bạn tướng lên, ném chi lên, đá xe vào, vật pháo và pháo tốt thắng tướng 2 chi, một cờ quả tài rất hay. Chúc mừng Tưởng Chuyên. Chúc mừng Tưởng Chuyên. Đó, cảm ơn anh em, một trận đấu rất thú vị các bạn. Trận đấu rất thú vị. Các bạn nghỉ ngơi ít phút.